Xin chào quý vị, các bạn và bà con. Hôm nay công ty Thế Giới Máy đi bàn giao máy khoan đất đẩy tay Takio TK3B cho bà con làm tiêu tại tỉnh Bình Phước. Máy khoan đất đẩy tay động cơ xăng Takio TK3B có dung tích xi nhan là 68cc, động cơ 2.5 HP, là loại máy khoan đất đẩy tay lớn nhất trên thị trường hiện nay. Máy được kết nối với lại khung tay đẩy bánh xe, được làm bằng thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện, chống han rỉ và mài mòn, khung chân kê chắc chắn. Hiện tại chúng tôi đang khoan với mũi đường kính là 30cm cho bà con cùng xem. Máy đang được khoan ở đất đồi trồng cây lâu năm với rất là nhiều vết cây và gốc cỏ lớn, nhưng máy khoan rất là dễ dàng thao tác với một người. Bà con có thể nhìn thấy là máy có tay đẩy bánh xe giúp di chuyển rất là dễ dàng. All right.